Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư Vina B2B xin kính chào quý khách. Sự bùng nổ của Internet là kênh bán hàng tốt cho mọi người, trong đó thương mại điện tử không nằm ngoài xu thế đó. Với sự hỗ trợ của công nghệ, sự bùng nổ của các thiết bị kết nối Internet, ứng dụng di động, doanh nghiệp ngày càng có cơ hội mở rộng kênh bán hàng, tiếp thị sản phẩm đến người tiêu dùng một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất. Nắm bắt và thấu hiểu nhu cầu của doanh nghiệp, công ty Vina B2B đã đầu tư, quản lý và phát triển website thegioicongnghiep.org. Website thegioicongnghiep.org là trang web điện tử B2B hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Đây là một cổng giao dịch để phục vụ người mua và người bán gặp nhau, qua đó để mua và bán các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực công nghiệp, khoa học kỹ thuật. Đến với website thegioicongnghiep.org, quý doanh nghiệp sẽ được đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí. Sau khi trở thành thành viên, quý doanh nghiệp hoàn toàn chủ động truy cập vào hệ thống website để đăng tin một cách chuyên nghiệp như đăng thông tin giới thiệu về thế mạnh, năng lực doanh nghiệp, thông tin liên hệ chi tiết, đăng chi tiết sản phẩm bao gồm hình ảnh, nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm, đăng dịch vụ thế mạnh của doanh nghiệp như chuyển giao công nghệ, thi công lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, đo lường kiểm tra thiết bị bảo dưỡng định kỳ thiết bị. Đặc biệt là quý doanh nghiệp có thể đăng thoải mái catalog, tài liệu kỹ thuật dạng file PDF để khách hàng tham khảo một cách dễ dàng, nhanh chóng. Với những tiện ích trên, quý doanh nghiệp sẽ thu hút được nhiều người mua và bán được nhiều hàng hơn. Đây thực sự là một kênh marketing tiết kiệm và cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt, khi đăng ký trở thành thành viên VIP, doanh nghiệp sẽ được ưu ái vị trí đăng tin chuyên nghiệp, hiển thị sản phẩm ngay tại danh mục đầu của nhóm sản phẩm, các vị trí vàng để đặt banner quảng cáo, giúp quý doanh nghiệp tiếp cận được nhiều khách hàng, bán được nhiều hàng, hình ảnh doanh nghiệp được nhiều người biết hơn. Không chỉ mang đến tiện ích cho người bán, website thegioicongnghiep.org còn mang đến cho người mua nhiều tiện dụng. Người mua sử dụng website này như là một kênh để tra cứu thông tin, tìm kiếm sản phẩm, lựa chọn doanh nghiệp cung cấp uy tín một cách hữu ích. Hiện website thegioicongnghiep.org đã có hệ thống thành viên hơn 30.000 doanh nghiệp và hơn 500.000 sản phẩm đang gia tăng liên tục mỗi ngày. Các sản phẩm khác nhau được phân chia rất khoa học, nằm trong hàng trăm nhóm sản phẩm chuyên biệt như gia công cơ khí, máy công cụ, thủy lực khí nén, thiết bị công trình, môi trường, dầu khí vật tư thiết bị, máy công nghiệp, dụng cụ cầm tay, đúc đột dập, khuôn mẫu phụ tùng. Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, website thegioicongnghiep.org đã mang lại hiệu quả thiết thực cho hàng ngàn doanh nghiệp trên khắp mọi miền tổ quốc. Thegioicongnghiep.org cam kết luôn đồng hành với quý doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ hoàn hảo để quảng bá thương hiệu, sản phẩm công nghiệp, thường xuyên kết nối các doanh nghiệp thông qua các hội nghị, hội chợ chuyên ngành tạo ra môi trường cạnh tranh, phát triển lành mạnh, bền vững. Chúng tôi mong muốn góp sức đồng hành cùng với quý doanh nghiệp để phát triển thị trường công nghiệp thêm sôi động hơn và hướng đến nền công nghiệp 4.0. Rất nhiều người mua tiềm năng đang tìm kiếm sản phẩm của bạn đang kinh doanh. Hãy truy cập và tham gia trở thành thành viên trên website thegioicongnghiep.org hôm nay để tăng doanh số và được người mua tìm đến bạn nhiều hơn mỗi ngày. Kính chúc quý doanh nghiệp ngày một phát triển và thành công.